Phát biểu tại buổi họp báo trước trận đấu gặp đội tuyển Ả Rập Xê Út, huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo cho biết đội tuyển Việt Nam sẽ là một đội tuyển rất khác so với đội tuyển Ả Rập Xê Út trong quá khứ. Ông cũng tin tưởng các học trò của mình sẽ nỗ lực hết sức để không phụ lòng người hâm mộ. Huấn luyện viên Park Hang-seo nói, ngày mai là trận đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại cuối FIFA World Cup 2022. Việc phải thi đấu trên sân khách cũng là một áp lực đối với các cầu thủ. Tuy nhiên, tôi tin rằng họ sẽ thích nghi tốt, chơi bóng với sự khôn khéo và thông minh để khắc phục khó khăn. Nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ thêm, mặc dù đây là lần đầu tiên vào vòng cuối nhưng chúng tôi đã có kinh nghiệm vì trước đó đã từng thi đấu với các đối thủ Trung Đông ở Asian Cup 2019, Asian Games 2018. Đặc biệt ngày mai là quốc khánh của Việt Nam nên tôi hy vọng các cầu thủ sẽ được tiếp sức để mang lại niềm vui cho người dân. Trả lời câu hỏi của phóng viên nước chủ nhà về hai trận thua 0-4 và 0-5 của đội tuyển Việt Nam trong lịch sử đối đầu với đội tuyển Ả Rập Xê Út ở vòng loại thứ nhất World Cup 2002 cách đây đúng 2 thập kỷ, huấn luyện viên Park Hang-seo đáp lời. Kết quả đó diễn ra đã quá lâu rồi, tôi không thể trả lời câu hỏi này vì lúc đó tôi không phải là huấn luyện viên của đội tuyển Việt Nam, nhưng tôi chắc chắn là đội tuyển Việt Nam của năm đó và năm nay sẽ rất khác nhau. Nhân dịp trận ra quân của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại cuối FIFA World Cup 2022 diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, huấn luyện viên Park Hang-seo đã gửi một lời nhắn nhủ tới người hâm mộ Việt Nam. Tình yêu của người hâm mộ Việt Nam với bóng đá rất lớn, họ rất chờ đợi chúng tôi có kết quả tốt. Ngày mai chúng tôi sẽ đá trên sân khách trước đối thủ là đội hàng đầu châu Á. Đó sẽ là một trận đấu khó, chúng tôi sẽ phát huy tinh thần Việt Nam, thi đấu hết sức. Kết quả chưa biết như thế nào, nhưng tôi tin rằng các cầu thủ sẽ làm hết sức để không phụ lòng người hâm mộ.